Rồi đây là cái clip trái lên ngày mai nha anh em, 8:30 ngày 10 tháng 3 là sẽ lên cái lô chính thức của cái lô này. Rồi trong video clip này chỉ là một cái clip trái lên, anh em nào ưng cái con nào thì gọi ngay chốt lẹ, hoặc là nếu mà muốn biết thêm xong số thì có thể gọi trực tiếp qua 0967 100 003, bên em sẽ tư vấn thêm về cái thông số đó. Rồi ví dụ như anh em muốn hỏi về cân nặng hay là lam hay là thông số công suất có bao nhiêu, rồi hình thức nó sao, sử dụng như thế nào, thì anh em có thể liên hệ qua trực tiếp qua số này hoặc là nhắn tin qua Zalo thì bên em sẽ trả lời cho anh em ha. Rồi đó, đây bữa nay có hai con này nha anh em, lô ếch nha, bữa nay là lô ếch, hai con này đồng giá nhau là 2 triệu, là hai con ếch tim 015 41 cc. Đặc biệt hai cái con này hôm ở chỗ là nó đi cho Lam Latin nha, đổi cho Lam không là nó anh em biết là 500-600 ngàn rồi đó. Hai con này là ếch tim sản xuất tại Đức nha, hàng sản xuất tại Đức, 41cc, 2 triệu, X1 và X2, muốn lấy con nào thì lấy, đồng giá nhau ha. À, rồi, X3 và X4 cũng vậy luôn, đó là hai cái con máy Nhật Echo 281, hai cái con này thì nó quá thần thánh rồi. Hai con này thì là chuyên dành cho những anh em mà mới xài máy cưa lần đầu, xài gia đình, mà cái tiêu chí là muốn để lâu mà giật nhẹ nổ, ví dụ như lâu lâu đem ra giật cái là phải chạy rồi đem vô đắp mền, chùm mền các bạn, nhưng mà đem ra là dễ nổ, dễ xài, dễ sử dụng, tiết kiệm. Thì anh em cứ lấy cái dòng Echo 281 này là số 1 ha. Đó, X3 và X4 nha anh em, Echo 281. À, con này thì nó khoảng là 31cc ha. Rồi, X5 và X6. Tiếp tục anh em ha, xin lỗi anh em. Kế tiếp là X5 và X6. Hồi nãy X5 em ghi giá lộn, nên làm ghi lại, có con X5 này là giá 1.8 triệu nha. Con này giá rất là hơn. Lý do là nó bị cái chỗ xấu ở chỗ này, xử lý cái chỗ này nó hơi xấu. À, nó bị hơi bị mẻ chút xíu nên là bên em có đắp keo vô với bắt cái bát vô cho nó hiên hu luôn, cái này bảo hành cho anh em vĩnh viễn yên tâm xài. Nên là cái con này mặc dù là nó đẹp hơn cái con bên đây luôn, giá đúng của nó là 2.2 triệu, bờ bán cho anh em có 1.8 triệu con này thôi. Con này là giá rất là hơn nha, rẻ được tới 400 ngàn ha, để mà máy rất là đẹp nha. Con bên đây là 37cc, con bên đó là 38cc nha nè. Đó, hai cái con là công suất lớn nha, tức là nó tương đương với hàng Sinowa 350 ở đây nè đó. À, trong đó là cái con X5 này giá rất là hơn nha, 1.8 triệu. Rồi con X6 này thì là cái máy bình thường là 2.2 triệu. Đây là cái giá đúng của nó, còn cái con này là giá là sell off cho anh em. Đó, tại vì nó khi về vận chuyển nó hơi bị cắn ở đây nên là bên em bắt hai cái bát chữ L vô đây. Đó, nó rất là đẹp nha. Ủa xin lỗi, nó rất là cứng cáp nha, bao cho anh em xài luôn nha. Cái này là bảo hành vĩnh viễn luôn. Đó, bảo hành trọn đời máy cho anh em luôn. Nếu mà em xử lý đây mà anh em về xài mà nó bị sụt xịt nào không em, gửi lại em bảo hành cho anh em cái này vĩnh viễn luôn ha. Nên là anh em cứ yên tâm xài. Nó chỉ có cái nào nó xấu mắt thẩm mỹ thôi, cái còn ngoài ra là nó giá nó rất là hơn, rẻ hơn tới 400 ngàn mà chỉ có vết sẹo đây thôi, giống như bị té xe rồi nó có cái vết sẹo mai lại thôi chứ không vấn đề gì hết nha. Đó là được cái giá hơn 1.8 triệu. Rồi con này tay cục Hitachi, bữa nay là một X7 nha nè, 2.3 triệu. Đó, anh em thấy em bán có tâm, rất là có tâm nha. Máy mà có bị cùi lẻ xúc cơ móng hay là bị té xe gì, thương binh liệt sĩ gì là có gì em thấy cái nào là nói đó cho anh em, chứ không có chơi trò giấu mà. Do đó là anh em mua là rất là thoải mái, em quay có cái máy nó có làm sao em quay vậy cho anh em hết. Rồi có X7 này tay cục 2.3 Hitachi, quá quen thuộc rồi ha, có phanh. Rồi Husqvarna 136, hàng Thụy Điển, bữa nay mới về nè ha, lâu lắm rồi mới về, có phanh và phanh cục động nha, 3 triệu. Husqvarna 136 rất là đẹp luôn, xích là xích cỡ bự luôn đó. Rồi một con Hitachi nét cực kỳ luôn, con này là hoa hậu trong ngày hôm nay, cái lam còn chữ Hitachi luôn nè đó. Con này thì 3 triệu nha nè, chụp giật trợ lực ha, chụp giật trợ lực. Con này thì công suất của nó là khoảng là 36 tới 37 cc đó nha. Rồi con Sinowa 360 này thì 37 cc, X10 này 3 triệu ha. Đó, con này nồng đứng nha, nồng đứng Sinowa, con này mấy anh em cũng quá quen thuộc rồi. Rồi một em Sinowa 346, con này là X11, 3.2 triệu nha. Sinowa 346 con đó xích mới 100% nha nè, cái trắng tay cầm rất là bự, to bự ha. Rồi hai em Sinowa 350, anh nào bữa trước mua 350 hộp đó thì bữa nay về có hai con rất là đẹp sắc nét luôn ha, một con màu hơi đỏ cam và một con màu đỏ đô luôn đó. Hai con đều xài Lam Latin hết, đồng giá nha, 4.5 triệu. Rồi một em Sinowa 488 công suất lớn đó, bữa trước anh nào mà mua hộp 488 bữa nay có luôn ha, là Lam Latin bản bự đó, xích cỡ đại luôn. Rồi cuối cùng là cái con S15, cái con này thì máy khủng nha, Sinowa G1200, con này thì là cái công suất của nó là tới 63cc nha nè đó, Lam Latin rất là bự luôn, rất là dài, lam này chắc cỡ 6 tấc nha. Đó. Đặc biệt đặc trưng của cái dòng G1200 này là cái bộ nhông của nó là lộ huyên luôn, zin của nó vậy nha, chứ không phải bị bể dở hay là chế độ nha, zin nhà sản xuất người ta làm gì luôn, để làm gì, để cho nó là cái dòng cưa chuyên nghiệp đó nè,
chạy là cưa là rất là thoải mái, ba mặt cưa là không bao giờ bám vô, nó không bị bám vô mấy cái này, là anh em cưa rất là nhẹ. Đó, đây là cái dòng cưa là chuyên khai thác luôn nè, là nó thiết kế không giống như là mặt bikini vậy anh em, lộ huyên luôn. Rồi con này giá rất là mềm nha, 2,5 triệu mà 63cc, dòng G nha. Đó, single dòng G, G1200. Còn đây là Sinowa 488, 4,5 triệu. Đó là xong, điểm qua cho anh em mấy cái lọt máy cưa nha. Máy cưa thì nó có 15 con nha anh em, 15 con máy cưa. Rồi bơm nước. Bơm nước thì nó có hai con Rubin cánh bướm nha. Đây, hai con Rubin cánh bướm, 1,5 triệu đồng giá nha nè. Quá quen thuộc nha. Đồng 40 ly. Rồi một em Cosin 1,7, 25cc. Đó, một em Maru ha, một em Maru. Maru này là Maru 25cc nha anh. Maru 25 chứ không phải 23 đâu. Tại vì cái tem của nó bị chóc rồi nên là em lụm cái tem 230 gắn vô cho nó là máy 25 nha. 25cc tức là nằm 34 ly á. Con này 1,9 triệu nha anh. Maru đời mới, chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, hai cái con này là Honda GX 25, hiếm lắm mới về nè. Bơm 4 thì GX 25 đồng giá nha 3,2 triệu. Muốn lấy con nào thì lấy nha. 4 thì sang đi rất riêng là chạy là rất là tiết kiệm nhiên liệu. Rồi còn ba con cắt cỏ, một con Maru 26cc 2 triệu, một con tên là 23 2,2 triệu, và một con cắt cỏ GX 22 mét vuông da băng 3 triệu ha. Đó là điểm qua cho anh em trong cái lô ngày hôm nay. Thì cái lô mà chính thức á thì bên em sẽ có nói chi tiết hơn về cái máy này, về thông số, về lam, về cân nặng, rồi thậm chí là châm xăng vô tết nổ, rồi nổ thử, rồi kiểm tra bơm nhớt đồ này kia các kiểu cho anh em luôn. Còn trong cái clip trả lời này mình chỉ quay nhá hàng thôi, để cho những anh em mà có theo dõi video bên em rồi, đã mua rất là quen thuộc rồi mà mua hụt những cái lô trước, mua không kịp, thì mình mua những trên cái lô này thì mình sẽ được ngon cái là mình lụm những cái máy ngon, máy mà giá hơn, hàng rẻ, tiền ít mà miếng hết hàng thơm, rồi mua những cái con máy màu hoa hậu, máy đẹp, máy xuất sắc. Đó, thì anh em lấy trong cái lô trái lơ này, do đó anh em mua trong lô trái lơ thì làm ơn, làm phước, nhớ dùm em là đừng có yêu cầu nó nhiều, chưa coi, chưa có theo dõi trên, cứ nhắn vô cào phím đó, mày nói thôi mà mày không có nổ máy lên, mày không căng, mày không đo lam được sao tao biết là tao mua. Đã người ta nói là cái clip này là clip trái lơ, còn anh em muốn coi chi tiết thì làm ơn theo dõi em ngày mai 8:30 đó, ngày 10/3 bên em sẽ quay chi tiết từng cộng lông sợi chỉ cho anh em coi, anh em mua ha. Rồi anh em nào nhớ có không nhu cầu mua hay muốn hỏi thêm về những cái máy này, hỏi thêm mà chưa có làm rõ sáng tỏ để chốt máy đó, thì cứ gọi trực tiếp qua số này cho em, đừng có ngại ha, gọi hỏi máy đi ha, 0967100013. Còn nếu mà đang làm việc bận quá không thể gọi được thì có thể là nhắn tin qua Zalo, em sẽ trả lời cho anh em chụp cái máy đó, hoặc là nói cái mã máy nào đó anh em đang ưa đó thì em cứ chụp qua thì bên em sẽ trả lời cho anh em ha. Rồi, cảm ơn anh em nhiều.